Xin kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Nam thứ ba ngày 7 tháng 6 năm 2023 của mình ngày hôm nay. Buổi chiều ngày hôm nay là miền Nam trên kênh nó không có gì, mong mà anh chị em còn nghỉ còn tiếp theo mình dự đoán miền Nam ngày mai 27 tháng 6 trên đài Bến Tre Vũng Tàu Bạc Liêu. Ở đài Bến Tre mình dự đoán cái cặp 24 42. Ở đài Vũng Tàu mình dự đoán cái cặp 23 32. Ở đài Bạc Liêu mình dự đoán cái cặp 69 96. Anh chị em hãy tham khảo cho ngày mai. Chúc cho anh chị em có nhiều may mắn trong ngày mai.